Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề đấy chính là 5 sai lầm khiến cho người ấy ngày càng lạnh nhạt với các bạn. Đây là những cái sai lầm mà các bạn phải dừng lại ngay để có một cái tình yêu mà ở đó các bạn được trân trọng, được yêu thương và được người ấy nỗ lực vì mình nhá. Cái điều đầu tiên, cái sai lầm đầu tiên khiến cho các bạn mất đi sức hút cũng như khiến cho người ta ngày càng chán mình hơn, lạnh nhạt với mình nhiều hơn ấy, đấy là các bạn luôn trông chờ người khác cho mình yêu thương, luôn trông chờ người ấy quan tâm chăm sóc mình. Cái điều này nó thường phổ biến xảy ra với con gái nhiều hơn là con trai. Tức là con gái quen cái cảm giác là mình được yêu, được chiều, được quan tâm như cái hồi mình mới được tán rồi. Và sau đó thì các bạn cứ theo cái đà đó, là các bạn cứ yêu cầu, cứ đòi hỏi từ phía đối phương. Còn đàn ông thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được cái điều này, dẫn đến là càng ngày các bạn càng chán, càng ngày ấy, tình yêu của bạn càng ít đi, bởi vì mình đã không biết vun vén. Đó là lý do mình cho ra một cái khóa học có tên là trở thành người không thể thay thế, để các bạn làm chủ cuộc chơi. Thay vì ngồi đó chờ đợi người khác cho mình yêu thương thì mình sẽ gieo vào đầu người ta càng nhiều những yêu thương, để cùng với thời gian người ta sẽ phụ thuộc vào mình, chứ không phải là chỉ có mình phụ thuộc vào người ta thôi. Và từ đấy cái người phải ngồi đây trông chờ tình yêu của các bạn là đối phương, chứ không còn chỉ là bạn ngồi đó chờ người ta quan tâm, chờ người ta chăm sóc nữa. Làm chủ tình yêu của mình, đấy là một kỹ năng mà bất kỳ ai cũng sẽ phải có ở trong đời. Cho nên nếu bạn nào chưa sở hữu khóa học trở thành người không thể thay thế thì các bạn hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn nhá, rồi sẽ có cái khóa học đấy, các bạn đăng ký luôn để tham gia. Đừng bao giờ trong tình yêu chỉ là cái người ngồi đó trông chờ hạnh phúc từ phía đối phương. Các bạn phải nhớ này, có thể ban đầu các bạn mới yêu thì các bạn như thế được, nhưng cùng với thời gian thì các bạn sẽ không thể tiếp tục như thế. Bởi vì cái người đối phương của các bạn ấy, hoặc là cái người đàn ông á, họ cũng giống như yêu các bạn, cũng giống như là thi một cuộc thi vậy đó, đúng không nào? Trước khi người ta muốn có được bạn, đúng không, tán đổ bạn, thì giống như các bạn họ chuẩn bị cho một cuộc thi vậy. Họ sẽ phải nỗ lực, họ sẽ cố gắng, họ sẽ phải làm mọi thứ tốt nhất, biểu hiện tốt nhất để có được tình yêu của bạn. Nhưng mà khi có được bạn rồi, giống như là thi xong rồi thì chúng ta phải để cho họ xả stress đi, để cho họ cảm thấy thoải mái đi, chứ không phải là lúc nào mình cũng ngồi đó và mình trông chờ người ta. Nói như vậy không có nghĩa là một người đàn ông hay là cái người đối phương người ta tán đổ bạn rồi ấy, thì là sẽ hết đi tình yêu, hay là họ sẽ không còn nỗ lực cố gắng nữa, thì không phải như vậy. Bạn vẫn sẽ có cách của mình để khiến họ tiếp tục nỗ lực cố gắng, nhưng không phải giống như cái cách mà trước đây họ tán bạn nữa, mà là bằng cái cách là gì? Bạn cũng sẽ gieo lại cho họ những yêu thương, để họ nhận biết rằng bạn là cái người không thể thay thế được. Không có ai yêu người ta như bạn này, ngọt ngào giống như bạn này, hiểu chuyện giống như bạn này, biết làm cho người ta vui, người ta hạnh phúc, người ta sung sướng giống như bạn này, đúng không? Rồi cùng với thời gian người ta phụ thuộc vào những cái đó, rồi đến lúc người ta sẽ sợ mất, đúng không? Người ta bảo một người tuyệt như thế, tốt với mình như thế, mình tìm đâu ra? Thế bây giờ là người ta sẽ phải nghĩ cách để người ta giữ. Thì đấy là cái lúc mà người ta sẽ tự nguyện muốn giữ các bạn, bởi vì bạn là người không thể thay thế trong cuộc sống của người ta. Chứ không phải bằng cái cách là mình cứ quen mui, mình quen cái thói là mình là con gái, hoặc là mình được tán, cho nên là bây giờ là mình phải đòi hỏi. Người ta trước đây người ta từng đối tốt như thế, thì bây giờ người ta phải. Các bạn nhớ này, không ai phải yêu các bạn hết, cũng không ai phải chăm sóc các bạn hết, cũng không có ai phải tốt với các bạn hết, không ai tên là phải hết. Vấn đề là họ có muốn hay không thôi. Cho nên cái việc của chúng ta là gì? Phải khiến cho họ tự nguyện, họ muốn. Thế cho nên phải biết cách để trở thành một người không thể thay thế trong cuộc sống của họ, chứ không phải ngồi để trông chờ các bạn nhé. Điều số 2 mà khiến cho các bạn càng ngày càng bị chán, đấy là chúng ta sống phụ thuộc vào đối phương về tiền bạc. Cái điều số 1 mà chúng ta vừa nói, tức là phụ thuộc về tình cảm. Còn cái điều số 2 này, phụ thuộc về tiền bạc. Các bạn, rất là nhiều cô gái khi bước tới tình yêu á, là cái gì cũng để đàn ông lo hết. Thành ra là các bạn không làm chủ cuộc sống của mình. Các bạn cứ nghĩ rằng mình xinh đẹp, cho nên là mình có đại gia ở bên cạnh là chuyện bình thường, đúng không? Hoặc là mình là một cô gái cho nên đàn ông phải lo cho mình là cái chuyện bình thường. Đừng các bạn ơi, đối phương người ta yêu các bạn ấy vì người ta muốn có một người bạn đồng hành, một người bạn đời, chứ người ta không phải là tìm một cái cây tầm gửi. Cho nên dù các bạn có là người cô gái rất là xinh đẹp thì cũng đừng bao giờ nghĩ là mình phải sống phụ thuộc vào đàn ông để đàn ông lo hết cho mình. Nếu các bạn muốn cái kiểu đó thì chỉ có những cái kiểu mà mối quan hệ tình tiền thôi, đúng không? Sugar baby, sugar daddy, một người cho tình, một người cho tiền thì họ sống theo cái kiểu đấy được. Nhưng nếu như các bạn muốn tiến tới một cái tình yêu nó lâu dài, đồng cam cộng khổ, cùng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thì các bạn không thể nào mà ngồi đấy chỉ trông chờ tiền của đàn ông được. Các bạn ạ, ngay cả khi anh ấy giàu, anh ấy nhiều tiền, hãy tận dụng cái tri thức của anh ấy, hãy học hỏi cái tri thức của anh ấy,
có thể là bây giờ anh ấy giúp đỡ bạn về tiền bạc, nhưng đừng bao giờ có cái suy nghĩ là mình phụ thuộc vào người ta. Có thể dùng tiền của anh ấy, dùng kiến thức của anh ấy để tạo dựng cho mình cái sự nghiệp riêng để mình cũng sẽ làm chủ, chứ không phải là luôn luôn là thôi tôi có chồng giỏi hoặc là tôi có người yêu nhiều tiền rồi thì tôi chẳng cần phải làm gì hết. Thì đừng các bạn ạ, nhá, cuộc đời này chúng ta có thể làm chủ bản thân chứ không thể làm chủ người khác được. Cho nên là mình phải làm chủ cuộc sống của mình và phải độc lập về tài chính các bạn nhá. Cái điều số 3 này, sai lầm dẫn đến người ta chán nản các bạn, đấy là các bạn sống rất bản năng, hành động rất là bản năng và không có cái thói quen gieo yêu thương. Các bạn thường là trong tình yêu là gì? Mình yêu ai đó là mình chỉ mong là người nó phải tốt như cái lúc mà mình mới quen nhau ấy, nó phải nồng cháy như cái hồi mới quen nhau. Các bạn quên cái điều gì? Quên là các bạn phải biết gieo yêu thương cho họ. Dù các bạn là nam hay nữ, các bạn cũng phải gieo cho họ những yêu thương, gieo cho họ những quan tâm, để cùng với thời gian họ biết rằng mình không thể sống thiếu những thứ này được. Những cái cử chỉ nhỏ nhặt yêu thương xinh xinh thôi nhưng nó khiến cho mình không thể sống thiếu được. Ví dụ khi mình khát nước, mình chỉ cần nói là em khát nước quá thì có một người cầm nước cho mình, hoặc là anh khát nước quá thì có một người cầm nước cho mình, đúng không nào? Cái sự yêu chiều, cái sự quan tâm chăm sóc đấy chính là cái lúc mà các bạn gieo yêu thương ấm áp, nhẹ nhàng. Những cái sự quan tâm dù nó nhỏ nhất thôi nó cũng khiến cho đối phương không thể rời các bạn ra được. Các bạn nhá, nên phải có thói quen gieo yêu thương. Hoặc là hôm nay nói một câu ngọt ngào với người ta này, mai có một cử chỉ ấm áp với người ta này. Nó đơn giản lắm các bạn ạ. Những cái điều ví dụ như là lấy nước cho đối phương uống, đúng không nào? Người ta mệt mỏi thì nắn bóp, massage cho người ta một tí, đúng không? Hoặc là đơn giản là mỗi sáng, mỗi khi gặp nhau trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản ở trên trán thôi. Đấy cũng là những cái điều mà khiến cho đối phương phải phụ thuộc vào các bạn. Phải biết cách gieo yêu thương các bạn nhé. Cái điều số 4 ấy, nó khiến cho các bạn bị chán ấy, đấy là các bạn không biết cách gây nghiện cho đối phương. Gây nghiện như nào? Phải khiến cho họ sướng. Họ sướng khi ở cạnh bạn thì mỗi lần họ sẽ chỉ mong chờ được ở cạnh bạn thôi. Tức là ở bên cạnh bạn phải vui này, phải thoải mái này, phải được lắng nghe này, đúng không? Các bạn hãy đóng vai là những người tốt, hãy là những thiên sứ trong cái cuộc tình của mình. Hãy để những người khác đóng vai ác đi, chứ đừng có cứ đóng vai cái người ác để mà cằn nhằn, xong rồi khó chịu, xong bực mình. Ô, hãy để cho người khác làm điều đấy, đúng không? Tại sao mình lại cứ mỗi một lần gặp người yêu của mình hay vợ cái chồng mình là bắt đầu mình cằn nhằn, xong mình khó chịu, xong mình bực mình, xong mình mắng mỏ, để làm cái gì, đúng không? Các bạn phải biết mình muốn gì chứ. Còn khi một người đối phương của các bạn ở bên bạn mà vui ấy, mà thích ấy, mà sướng ấy, thì cùng với thời gian họ sẽ nghiện. Các bạn ạ, họ nghiện cái cảm giác là có một cái nơi bình yên ở chỗ này. Khi tất cả mọi người đang quay đầu lại với mình, khi mình mệt mỏi, ở đây có một cái nơi bình yên mà ở đó người ta vuốt ve mình, người ta yêu thương mình, người ta ấm áp với mình, người ta lắng nghe mình, người ta đứng về phía mình. Đó, thì phải cho họ những cái thứ đó khi ở cạnh bạn. Thì rồi dần dần với cùng với thời gian người ta sẽ nghiện các bạn đi. Nhá, mình khuyến khích các bạn là như này. Đặc biệt là khi các bạn đang yêu nhau ấy, hãy để cho họ phải nghiện các bạn. Chứ đừng có cố gây gổ để làm cái gì cả các bạn hả? Cứ gây gổ, cứ khó chịu, xong một người thiệt lại là các bạn cãi nhau xong các bạn lại khổ, các bạn lại khóc, các bạn lại đau đớn, đúng không? Cho nên là phải có chiêu của mình, phải chủ động. Và tất cả điều này các bạn sẽ được học trong cái khóa học là trở thành người không thể thay thế. Và cái điều số 5 ấy, sai lầm khiến cho người ta chán các bạn đấy là các bạn ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình và các bạn khủng bố đối phương. Khi các bạn không được yêu thương như mình muốn, khi các bạn gặp phải sự lạnh nhạt của đối phương, cái phản ứng sai lầm của các bạn là khủng bố người ta. Sợ mất người ta quá mà, đúng không? Xong rồi các bạn nhắn tin, gọi điện thật nhiều. Xong rồi các bạn xông đến nhà người ta. Xong các bạn phải nói cho ra lẽ rốt cuộc là như thế nào, yêu hay không yêu, chia tay hay không chia tay. Các bạn muốn gặp để nói cho bằng được. Nhưng các bạn ơi, nếu các bạn cứ muốn khủng bố theo cái kiểu đấy thì kết quả nó chỉ là gì? Là các bạn càng đau đớn hơn thôi. Các bạn không kiểm soát được bản thân thì người ta sẽ không bao giờ muốn ở bên cạnh các bạn hết. Ai cũng muốn ở bên cạnh một người điềm tĩnh, một người bản lĩnh, một người có cái tinh thần vững, một con người tốt đẹp và tử tế. Nhưng khi mà các bạn khủng bố người ta không bao giờ nhìn thấy cái điểm tốt của các bạn. Người ta chỉ nhìn thấy các bạn không kiểm soát được bản thân. Các bạn quá ích kỷ để chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đó, mặc dù các bạn rất tốt đẹp nhưng người ta không nhận được cái thông điệp đó. Mà người ta chỉ nhận được thông điệp là bạn quá ích kỷ thôi, quá không kiểm soát được bản thân thôi, thì người ta sẽ chạy mất đó các bạn nhá. Thì đấy là 5 cái sai lầm mà nó khiến cho các bạn bị chán và không được yêu.
và để cải thiện những cái sai lầm này và biết cách làm như nào để xoay chuyển tình thế và khiến cho đối phương không thể sống thiếu mình được, thì các bạn đừng quên là các bạn nhớ tham gia vào khóa học trở thành người không thể thay thế cho cuộc sống của người ấy nhá. Bạn nào đã mua rồi thì các bạn hãy tiếp tục và thường xuyên xem nó để biết cách ứng dụng trong tình yêu của mình và thường xuyên duy trì những cái điều tốt đẹp trong tình yêu. Còn bạn nào chưa tham gia khóa học này thì nhất định phải tham gia. Hãy nhớ là hãy lên Google gõ toanhuyenhanhphuc.vn, tìm cái khóa học đó ngay trong cái trang web của mình và đăng ký luôn các bạn nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để liên hệ với mình thì các bạn đừng quên là có hai cách để các bạn liên hệ với mình. Đầu tiên là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ toanhuyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang web đó. Trong cái trang web đó thì sẽ có phần Messenger, thì các bạn sẽ ấn vào đó để trò chuyện với mình và để lại câu chuyện cho mình các bạn nhé. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể vào cái trang fanpage, cái trang Facebook fanpage mà mình có để ở phần mô tả của mỗi video. Hoặc các bạn lên Facebook, các bạn ghi Toàn Nguyễn thì sẽ tìm kiếm thì sẽ ra cái trang của mình nhá. Thì các bạn sẽ vào đó để lại tin nhắn và câu chuyện của các bạn cho mình. Hàng tuần thì sẽ có những cái câu chuyện may mắn được lựa chọn để tư vấn miễn phí trên các video này. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì sẽ có hai hình thức là tư vấn qua tin nhắn hoặc là tư vấn qua cuộc gọi, thì sẽ là những cái hình thức tư vấn có phí. Thì các bạn cũng sẽ lên cái trang fanpage hoặc là cái trang web của mình để liên hệ với mình và đặt lịch các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn có làm những cái khóa học riêng là bao gồm những cái video rất là đặc biệt chưa từng đăng trên YouTube hay các trang mạng xã hội. Những cái khóa học để giữ cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể tự tin trên cái hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được tình yêu và hạnh phúc mà các bạn từng mơ ước các bạn nhé. Để tham gia vào những khóa học này thì các bạn cũng đừng quên vào trang toanhuyenhanhphuc.vn. Trang đó sẽ có tất cả các khóa học mà mình đã làm, bao gồm là những cái khóa học để tán tỉnh này, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc này, để có thể khiến cho người ấy không thể rời xa các bạn được này, và bao gồm những cái khóa học để khiến họ sẽ lắng nghe các bạn và làm theo những cái điều bạn muốn. Nói chung tất cả những cái điều mà bạn cần có sẽ là những cái kiến thức nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái video mà mình đã từng đăng trên YouTube hay trang mạng xã hội cho các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái khóa học này để có một cái kiến thức tập trung nhất để mình có thể sẵn sàng chinh phục hành trình hạnh phúc của mình các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ. Chị ơi, em có yêu một chàng trai suốt 4 năm qua, chúng em vẫn cố gắng cùng nhau. Nhưng rồi anh ấy nói anh ấy muốn làm bạn cùng em chứ không muốn tiếp tục một quan hệ là người yêu của nhau, vì em đã làm cho anh ấy áp lực quá nhiều. Và em cũng không biết rằng mình đã khiến anh ấy không còn tình cảm với em và không tin tưởng em nữa. Hiện tại tụi em vẫn là bạn, nhắn tin mỗi ngày nhưng anh ấy không muốn quay về với em. Em còn yêu anh ấy rất là nhiều. Anh ấy bảo với em rằng anh ấy đang cảm thấy thoải mái khi chúng em là bạn, không bị ràng buộc, không còn chịu đựng những cái mà đối phương gây ra nữa. Em mong chị có thể chọn câu chuyện của em, mong chị giúp em. Em rất muốn quay lại với anh ấy ạ. Em thân mến, nếu em muốn quay lại với anh ấy thì em phải lấy lại cái sự cuốn hút của mình, lấy lại cái giá trị của mình. Em ơi, khi một người đàn ông yêu em trong một thời gian dài ấy, thì người ta sẽ có cái suy nghĩ là chán. Chán bởi vì là mình ở trong một mối quan hệ bị gò bó, bị ràng buộc. Mà con gái trong tình yêu thì hay đòi hỏi yêu thương, hay muốn được quan tâm, hay muốn được người đàn ông phải chiều chuộng mình như cái cách mà người ta đã từng ban đầu khi mà mới yêu mình ấy. Thì cái đó nó khiến cho một người đàn ông rất là mệt mỏi, dẫn đến họ chán nản. Và cái người đàn ông này thì khi họ bị gò bó ấy, thì họ muốn một cái sự thoải mái. Và khi quay trở lại với làm bạn với em thì họ cảm thấy rất là vui, bởi vì mỗi ngày vẫn nói chuyện với em này, vẫn có thể chia sẻ với nhau. Thế nhưng mà mình không còn phải bực tức, khó chịu hay ràng buộc nhau cái gì nữa. Người đàn ông này giống như là trong suốt 4 năm qua người ta ở trong cái lồng chim của em ấy. Con chim, anh ấy giống như một con chim ấy, ở trong cái lồng của em 4 năm qua rồi, thì bây giờ muốn thoát ra ngoài. Đó, muốn em mở cái cửa lồng đấy ra thì chính là cái sự chia tay của bọn em đấy. Để anh ấy bay đi, nhưng mà anh muốn bay lại, anh muốn bay đi thì anh ấy được thoải mái. Và bây giờ anh đang rất thoải mái với cái điều đó. Cho nên nếu em muốn ép anh ta quay lại thì sẽ không được. Thế nhưng nếu anh ta khiến cho anh ta tiếc, anh ta sợ
mà anh ta muốn được quay lại với em, thì lúc đó anh ta sẽ chiến đấu mọi thứ, anh sẽ làm mọi thứ để được quay lại với em. Làm như thế nào để cái anh này anh ấy muốn được quay lại với em, thì em phải cho anh ấy thấy cái sự khác biệt của cái việc là không còn được là người yêu của em thì sẽ như thế nào. Chị nghĩ rằng nếu mỗi một ngày mà em còn nói chuyện với anh ấy thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cao. Mà chị nghĩ rằng bây giờ em sẽ phải chấp nhận cái sự chia tay đó, sau đó dừng lại, không liên hệ với anh ta nữa. Để anh ta biết rằng à, không có người yêu, không được nói chuyện với cô ấy, mất tất cả thì nó là như thế nào. Còn bây giờ nếu em vẫn nói chuyện, vẫn quan tâm, vẫn thân thiết, mà thậm chí mình còn cố tỏ ra thân thiết, thì anh ta sẽ nghĩ rằng à, mình có mọi thứ ở đây mà mình không cần phải trách nhiệm, không phải ràng buộc cái gì thì tốt quá. Tội gì mà mình bước vào một quan hệ nghiêm túc, đúng không em? Đó, cho nên bây giờ lời khuyên của chị dành cho em là như thế này. Bây giờ em sẽ nhắn cho anh một cái tin, nói là anh ạ, thực ra em cũng đã cân nhắc rất kỹ những cái điều anh nói. Nếu thực sự rời xa em mà khiến cho anh thoải mái và anh cảm thấy rằng anh tự do, thì em tôn trọng được quyết định đó. Và nói gì thì nói thì chúng ta đã từng là người yêu rồi, nên em không thể thoải mái mà ngay lập tức trở thành bạn của anh được. Cho nên em cần thời gian. Từ hôm nay, từ sau cái tin nhắn này, từ ngày mai thì em sẽ không có liên hệ với anh nữa. Chúng ta sẽ giữ khoảng cách với nhau để em có thể hoàn toàn bình ổn lại cuộc sống của mình. Em bắt đầu được cuộc sống mới của mình. Và khi em đã thoải mái để có thể quay trở lại làm bạn với anh rồi, thì lúc đó em sẽ liên hệ với anh nhé. Mong anh hiểu. Và chúng ta sẽ chia tay trong văn minh. Đó, em nhắn cái tin như thế để làm gì? Đừng có sợ. Đừng có sợ là bây giờ mình bình thường mình vẫn được liên hệ với người ta, bây giờ mà không liên hệ với người ta nữa thì mình hụt hẫng, mình đau khổ. Đừng, em ơi, phải cho người ta biết rằng cái sự khác biệt của cái việc được là người yêu của em và không là người yêu của em chứ. À, rõ ràng là được là người yêu của em có cái gò bó nhất định, nhưng mà được em yêu, được em quan tâm, được em chăm sóc mỗi ngày. Còn bây giờ phải cho anh ta mất hoàn toàn. Mất hoàn toàn thì cái việc nói chuyện với em cũng không được nữa, thì người ta mới tiếc. Em à, nhá. Thế chị nghĩ rằng em cứ tạm thời im lặng với anh ấy trong một tháng đi. Một tháng không có bất kỳ một cái liên hệ nào cả, không có bất kỳ một cái thông tin nào cả. Bạn bè chung, hai bác hoặc ai hỏi mình về anh, mình với anh ấy như thế nào, mình nói luôn là cháu với anh ấy đã chia tay rồi, hoặc là tớ với anh ấy đã chia tay rồi, vì không hợp nhau. Thế thôi, không nói thêm cái gì cả, vì không hợp nhau mà chia tay. Đấy, thì khi người ta nhận được những cái thông điệp này, người ta sẽ biết rằng người ta mất em thật rồi, người ta mất mình thật rồi, thì người ta sẽ phải tiếc. Cộng với qua thời gian là muốn liên hệ với mình cũng không được. Chứ còn nếu bây giờ bọn em vẫn cứ liên hệ bình thường, vẫn được quan tâm, vẫn được yêu thương, không phải ràng buộc, thì đương nhiên người đàn ông người ta sẽ cảm thấy thoải mái với điều đó rồi. Kiểu như bây giờ một con chim ý, nó ở trong lồng của em thì nó được che chở, đúng không? Nhưng cũng muốn cái thế giới tự do bên ngoài. Bây giờ anh cứ đứng ở cửa lồng ấy, thì bây giờ em đẩy anh ta ra ngoài đi, để anh ta không đóng luôn cửa của mình lại, thì anh ta sẽ không quay trở lại được cái lồng đấy nữa. Thì nó sẽ thúc giục cho anh ta một cái khao khát là muốn được quay trở lại, không để cho anh ấy đứng lưỡng lự ở cửa nữa. Em đóng cửa của em lại, để cho anh ta đưa ra một quyết định quan trọng là mình có muốn bước vào đó hay không. Nhá em nhá. Cho nên chị nghĩ rằng bây giờ nó cần bản lĩnh ở em, nó dứt khoát em ạ. Dứt khoát ít nhất cho chị là một tháng, nếu không thì có thể nhiều hơn, cho đến khi nào mà anh ta thấy rằng anh ta thực sự tiếc em, anh ta muốn chiến đấu để anh ta quay lại với em. Em phải thể hiện giá trị của mình như thế. Bởi vì trong suốt khoảng thời gian qua ấy, anh ta ở bên em là anh ta ngột ngạt rồi, anh ta cảm thấy gò bó rồi. Và trong suốt cái khoảng thời gian mà em im lặng với anh ấy là cái lúc mà em trau dồi lại bản thân, tốt lại bản thân này, xinh đẹp hơn này, nâng cấp bản thân, trí tuệ, tài năng, ngoại hình, tất cả mọi thứ, tận hưởng cuộc sống của mình một cách thật là vui vẻ, để mình biết rằng à, không có đàn ông cuộc đời mình vẫn vui lắm, đúng không? Sảng khoái tận hưởng đi. Rồi em càng sảng khoái, em càng vui vẻ, em càng tận hưởng cuộc sống của em càng khiến cho người khác, người ta phải ghen tị, và người ta càng muốn quay trở lại cuộc sống của em hơn. Em ạ, làm chủ cuộc sống của mình, nâng cấp bản thân mình lên, sống thật hạnh phúc. Rồi em xem thêm nhiều những cái video của chị để em biết rằng như thế nào là cuốn hút em ạ. Nhá, thì người đàn ông người ta sẽ phải tiếc em, trở thành một người đàn bà, người con gái mà người ta phải tiếc khi người ta mất. Rất có rất là nhiều người khi người ta có người ta không trân trọng, nhưng khi người ta biết người ta mất, người ta sẽ phải giữ. Còn nếu em cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta thì anh ta sẽ chẳng bao giờ có cảm giác mất em hết. Em vẫn ở đấy, em vẫn chờ, em vẫn lúc nào cũng muốn quay lại hết, không? Và sau khi anh ta liên hệ với em, anh ta không chịu đựng được mà anh cứ phải liên hệ với em, thì em bình thản cho chị. Em nói chuyện một cách lạnh lùng, nhưng em vẫn lịch sự, nhưng mà không có thân mật, không có như kiểu là người yêu của nhau, mà mình trả lời một cách rất là bình thường thôi. Nó có cảm giác như hai người xa lạ, để anh ta cảm nhận rằng anh ta đã mất em thật rồi, không còn có được vị trí quan trọng trong cuộc đời em nữa, mà
cô gái ấy lại là một cô gái tốt như thế, xinh đẹp đáng yêu như thế, tài năng như thế, giỏi giang như thế, có nhiều thứ như thế, người ta tiếc, người ta càng thúc giục người ta phải muốn quay trở lại với em và phải để anh ta chủ động nói lời quay lại với em chứ không phải là em. Thì đấy là cách làm của một cô gái cuốn hút và sẽ được người đàn ông người ta chiến đấu để quay lại. Chị hy vọng là em sẽ đủ mạnh mẽ để làm điều này. Cụ thể thì em có thể tham khảo thêm cái lộ trình 6 bước để quay trở lại với người yêu cũ nhá. Chị có làm đấy thì nó sẽ là một cái lộ trình khá là đầy đủ để em biết em ở cái tình huống nào mà mình sẽ ứng dụng cái tình huống đó. Nhưng mà phải kiên trì, phải kiên trì với hành trình và những cái điều mình làm đúng, chứ không được phép hạ thấp giá trị của mình. Sau đó em bảo người ta quay lại không có nghĩa người ta sẽ quay lại, nhưng khi em đi, em để cho người ta quyết định thì người ta sẽ muốn được quay lại với em, và khi người ta thoải mái người ta sẽ đưa ra lựa chọn quyết định tốt đẹp. Còn khi em ép người ta sẽ đưa ra những quyết định rất là tiêu cực, và một trong số những quyết định tiêu cực đấy đấy chính là sẽ phụ về em, cho nên là không được phép nhiều kéo nữa nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó, nhấn vào theo dõi, like, rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đấy chính là cách để khiến đối phương vì bạn mà thay đổi. Trong cuộc sống các bạn sẽ thấy có những người mà người ta nói gì đối phương cũng chẳng thay đổi. Nói một câu thì đối phương cãi một câu, cũng chẳng tôn trọng và chẳng coi lời nói của mình ra gì, đúng không? Nhưng cũng có những người mà các bạn nhìn thấy rằng khi họ nói ra một lời nào đấy thì đối phương lại rất trân trọng. Có thể vì người đó mà làm rất là nhiều thứ, thậm chí tất cả mọi thứ. Vậy thì cái điều gì nó dẫn đến sự khác biệt của một người có thể khiến đối phương vì mình mà thay đổi? Và cái người mà nói gì đối phương cũng không coi là cái gì trong mắt họ cả. Thì hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn những cái bí mật để các bạn có thể bước từ thế giới của cái người mà không được lắng nghe và không được, người ta không vì mình thay đổi, sang cái thế giới mà mình, lời nói của mình có người lắng nghe và đối phương sẽ vì bạn mà thay đổi để trở thành một cái người lý tưởng của các bạn. Điều đầu tiên nha, mình chia sẻ luôn với các bạn cái điều đầu tiên quan trọng nhất là các bạn phải thay đổi cái miệng của mình. Thay đổi cái miệng đây không phải là chúng ta phẫu thuật, chúng ta lấy cái miệng này ra, chúng ta thay lắp cái miệng khác vào, mà là chúng ta phải thay đổi cái câu nói của mình. Bởi vì có một câu nói rất hay là các bạn sẽ không bao giờ có một người chồng hoặc một người vợ hoặc một người yêu tốt hơn cái miệng của bạn. Cho nên là mình nhận ra ấy, có rất là nhiều người người ta đau khổ trong cuộc sống bởi vì cái miệng của người ta là một vật cản đối với họ. Cứ mở miệng ra là nói rằng tôi chỉ được thế này thôi, cuộc đời tôi không thể hơn được đâu, tôi là người như vậy nên tôi chỉ có thể chấp nhận một người đàn ông như vậy, một người phụ nữ như vậy thôi. Đó, thì đấy là cái lý do ấy, khiến cho họ không có được hạnh phúc. Bởi vì ngay từ đầu họ đã mặc định với mình rằng người chồng, người yêu của mình chỉ được có thế thôi, đúng không? Họ không hơn được đâu, họ không tốt lên được đâu, họ không thay đổi được đâu. Cái miệng của bạn đã nói là họ không thay đổi thì chắc chắn họ sẽ không thay đổi. Bạn có niềm tin rằng họ thay đổi được thì có khi họ còn có thể thay đổi hoặc không. Nhưng mà bạn có niềm tin rằng họ không thể thay đổi được thì chắc chắn họ không thay đổi được. Cho nên điều đầu tiên là thay đổi cái miệng của mình đi, học cách nói những cái lời tích cực hơn đối với chính mình đi để thay đổi cuộc sống của mình. Thay đổi cái miệng của bạn tức là thay đổi cái môi trường sống của các bạn ấy. Đấy, bạn được tiếp xúc với một môi trường khác, với một cái miệng thốt ra những cái lời hay, ý đẹp, những cái lời tích cực trong cuộc sống, đúng không nào? Mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp hơn, đúng không? Người mà tôi yêu đang thay đổi vì tôi mỗi ngày, nhưng tôi cần cho anh ấy thời gian, ví dụ như vậy.
Đó đúng là tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ tốt đẹp hơn đang chờ đón tôi và chờ đón chúng tôi ở phía trước. Đấy, chính cái cách nói với bạn ấy, nó tích cực ấy, thì mọi thứ nó sẽ được thay đổi. Cho nên cái bí quyết đầu tiên là phải thay đổi trong cái tư duy của mình, để thay đổi cái miệng của mình đã. Và nếu muốn cuộc đời của mình tốt đẹp hơn thì cái miệng của bạn phải nói những cái lời tích cực hơn. Đó, còn các bạn nói những lời tiêu cực thì cuộc đời của bạn là những gì bạn nói. Cái điều số 2 này mà để người đấy thay đổi vì các bạn ấy, đấy là các bạn hãy tác động dần dần vào bộ não của đối phương. Bởi vì các bạn hiểu là nguyên tắc hoạt động của bộ não của chúng ta ấy là nó bị tác động bởi tiềm thức. Có thể các bạn nói một lần, hai lần nó chưa đi vào tiềm thức đâu, các bạn nói 10 lần, 100 lần, các bạn gieo vào đầu người ta một cái niềm tin nào đó thì bắt đầu họ có cái niềm tin đấy thật. Bản thân mình cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái điều kỳ tích xảy đến trong các mối quan hệ khi người phụ nữ biết cách gieo vào đầu người đàn ông những cái niềm tin, và gieo vào đầu họ từ tầng ý thức rơi vào tầng vô thức, và rồi nó phản ánh ra thế giới bên ngoài chính là những cái điều mà họ kỳ vọng. Đương nhiên để sử dụng được cái cách này thì nó cần sự kiên trì rất là lớn, chứ không phải là bây giờ mình nói một câu cái mình tác động một cái là người ta nghe mình luôn đâu, thì không. Đặc biệt là với những cái thói quen đã cố hữu rồi, đúng không? Cố hữu từ lúc người ta mới sinh ra, người ta đã có suy nghĩ như vậy rồi, thì cần các bạn tác động rất là nhiều và tác động rất là nhẹ nhàng, dần dần như là mưa dầm thấm lâu á, nước chảy đá mòn đấy, chứ không thể nào mà nhanh được. Ví dụ như là bây giờ bạn nói về một cái người đàn ông của bạn đi, bạn nói rằng anh ấy là một người biết thương vợ thương con, đúng không? Ví dụ, hoặc là một người biết chiều chuộng người yêu của mình chẳng hạn. Nếu mà bạn nói một lần hai lần thì có thể anh ấy sẽ thấy bình thường, anh không tin đâu. Nhưng mà bạn thường xuyên nói cho, ví dụ một người ta có một cái hành vi tốt một cái, bạn ngay lập tức gieo vào đầu họ một cái suy nghĩ là anh ấy là một người biết chiều người yêu, ví dụ vậy, thì dần dần cứ mỗi một lần anh làm một việc tốt, cái bộ não của anh ấy lại được tiêm vào một cái chất kích thích, người ta gọi là đấy, tác động vào tiềm thức, là cái suy nghĩ đấy nó cứ càng nhiều như thế, bắt đầu người ta thẩm thấu cái suy nghĩ đấy, nó thẩm thấu vào trong bộ não của người ta, bắt đầu người ta thành thật luôn đó. Nó tạo nên một cái thói quen đấy, thói quen của bộ não là à mình được nhận cái thông tin như vậy, và rồi nó hình thành nên một hệ thống niềm tin của cái người đàn ông ấy đó. Thì mưa dầm thấm lâu, các bạn sử dụng nhiều, các bạn sử dụng lâu, nhưng mà không phải là bây giờ người ta đang rất là tồi tệ, người ta làm cái điều không hề tốt với mình xong ngồi đấy mình khen người ta thì không được, nhưng phải dựa vào một cái nền tảng là người ta có một cái hành động tốt, cái mình phải tác động vào bộ não của người ta ngay, để người ta mặc định là à cứ mỗi lần mình có một hành động vậy là bộ não của mình được nhận một cái thông tin như thế, bắt đầu nó dần 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 người ta bắt đầu tin là người ta là một người biết chiều chuộng thật, người ta bắt đầu tin là người ta là một người biết yêu vợ thương con thật đó. Thì nó là dần 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 nó tác động vào bộ não rồi một cách rất là tự nhiên, người ta ứng xử như thể người ta là một người biết thương vợ thương con, người ta là một người biết yêu thương phụ nữ đấy. Cho nên niềm tin của một người phụ nữ đã thay đổi một người đàn ông đấy. Cho nên là các bạn muốn thay đổi người ta thì bạn phải có niềm tin, phải tác động bộ não dần dần. Còn nếu mà bảo là người ta thay đổi luôn ngay vì các bạn thì cũng có, nhưng mà nó là những cái người mà ông thực sự yêu thương các bạn này, và các bạn vẫn đang ở trong giai đoạn mà các bạn rất là nồng cháy và yêu thương nhau thì nó sẽ dễ như thế. Nhưng mà nếu mà với những cái cặp đôi mà ở bên nhau lâu, hoặc là đã là vợ chồng của nhau, thậm chí là muốn thay đổi những cái thói quen đã là cố hữu và muốn người ta vì bạn mà thay đổi, thì là mình phải áp dụng cái cách này bạn ạ, tác động dần dần vào bộ não thì mới có tác dụng các bạn nhé. Và cái điều số 3, cái kỹ năng số 3 cũng rất là quan trọng này, để đối phương làm theo ý các bạn này, đấy chính là các bạn học cách chia sẻ và im lặng đúng lúc. Luôn luôn chia sẻ không đúng, luôn luôn im lặng cũng không đúng. Và có những bạn đã sai trong cái việc lúc nào cũng nói mãi người ta không nghe, cứ nói. Nhưng cũng có những bạn là nói không được thì thôi mình im, không nói cho nó nhanh, nói dần dần cãi nhau, cuối cùng là không nói, dẫn đến là mối quan hệ càng ngày càng không có tiếng nói chung. Và dù người ta hay nói đấy, thế nó dẫn đến cái tình huống mà người ta hay bảo các bạn ấy, sống với nhau lâu chỉ còn nghĩa chứ không còn tình nữa, không còn yêu, không còn cảm xúc gì nữa, đó là vì các bạn đã không còn tiếng nói chung và không thể chia sẻ với nhau được nữa. Vậy thì lời khuyên của mình dành cho các bạn là không bao giờ luôn luôn chia sẻ, cũng không bao giờ luôn luôn im lặng, mà phải học cách chia sẻ và im lặng đúng lúc. Khi giữa các bạn gặp vấn đề, không nên im lặng, phải nói. Các bạn mình bức xúc là mình phải nói, chỉ là mình nói ở thời điểm nào và mình nói như thế nào thôi. Mình nói trực tiếp hay là mình nhắn tin nó sẽ dễ hơn. Bây giờ người ta đang giận thì mình im lặng mai mình nói, hay là bây giờ người ta xui xui rồi bây giờ mình nói.
Đấy, nghĩa là mình phải nói chỉ là cái thời điểm và cách nói của mình như thế nào thôi. Chứ còn có vấn đề là phải chia sẻ. Vì nếu vấn đề không được giải quyết đi thì dù các bạn có làm huề với nhau, thì dù một ngày những cái vấn đề này cứ chất chồng, nó như giọt nước là trào ly, rồi cuối cùng lại banh ra, không giải quyết được vấn đề gì cả. Các bạn ạ, có vấn đề thì phải nói. Ví dụ mình ấm ức về cái việc là mẹ người ta nói mình không ra gì, đúng không? Thì cũng phải nói là anh ơi, mẹ nói em như vậy, em rất là buồn và tổn thương. Nên là anh cũng lựa lời nhắc mẹ là ví dụ như là với con dâu thì lần sau mình có gì thì mình nói với con trai để con trai góp ý với con dâu thôi, chứ đừng đi ra ngoài mà rêu ra là con dâu mình như thế này như thế kia anh nhé, ví dụ như vậy, đúng không? Thì có vấn đề là phải nói, bức xúc là phải nói ra, là em bức xúc vì cái vấn đề đấy đó, chứ không phải là à mình cứ găm vào người, mình ghét bà ta, mình hận thù bà ta đến tận xương tủy mình này kia. Thì cuối cùng cái mâu thuẫn này chất chồng mâu thuẫn khác, cuối cùng giữa các bạn càng ngày khoảng cách càng xa đi. Nhưng mà khi mà các bạn đã nói được rồi, đúng không? Thứ nhất là các bạn thoải mái hơn này. Cái thứ nữa là khi bạn nói xong không cần nói nhiều, không cần nói dài dòng, im lặng. Nói xong cái vấn đề mình bức xúc rồi, mình không nói dai nói dài, mình im lặng để cho người ta biết là đây là cái sự việc nghiêm trọng, cái sự việc nghiêm túc mà em nói với anh, chứ không phải là cái chuyện mà phụ nữ đàn bà bù lu bù loa lên. Đấy, mình nói vậy rồi mình im lặng để cho cái người đàn ông biết là mẹ mình như thế là làm tổn thương cô gái của mình rồi. Thì lúc có khi anh ấy sẽ là người xoa dịu, mà chính anh ấy sẽ là người biết cách nói nhẹ nhàng với mẹ để lần sau mẹ rút kinh nghiệm hơn. Đấy là cái sự văn minh cho cách ứng xử với nhau, đúng không? Chứ còn bây giờ tự dưng mà mình im lặng là không được. Mình nói xong mình hãy im lặng thì nó thể hiện cái sự nghiêm túc của mình. Nhưng mà mình không nói rồi mình im lặng là các bạn sẽ dần dần khiến khoảng cách của bạn xa hơn ấy. Đấy, thì đấy là một vài những cái mẹo để các bạn có thể có được một cái người đối phương người ta thay đổi vì các bạn. Nhưng mà các bạn cũng đừng quên là để có trọn bộ những cái chiến thuật để ứng dụng trong những cái tình huống khác nhau, từ dễ đến khó, và khiến đối phương làm mọi thứ theo ý các bạn, thì đừng quên mình có khóa học là khiến người ấy làm theo mọi mong muốn của bạn nhé. Để tham gia khóa học này thì hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học này, đăng ký ngay vào luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.